chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tiền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hồi lúc sáng Tiền có lên cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc Suzuki XL7 màu cam đó. Thì cái chiếc đó về thì Tiền đã nhận cọc rất là nhanh chóng luôn các anh chị ha, nhận cọc trong ngày. Tiền mới đăng lên tầm khoảng 1-2 tiếng thôi thì đã nhận cọc rồi. Nếu mà các anh chị nào mình mua hộp chiếc đó thì tranh thủ nhanh tay liên hệ Tiền để sở hữu ngay em này nha. Thì bên cạnh Tiền đây là Suzuki XL7 số tự động đời 2020 nha. 2020 nhưng mới đi có 12.000 km thôi các anh chị ha. Màu rêu rất là đẹp luôn. Dòng này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nè. Bên Tiền đang bán em này với giá là 536 triệu các anh chị ha. Rồi xe thì được sở hữu nước sơn là màu rêu. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn các anh chị nha. Tại vì trời thì cũng đã khá tối rồi nên Tiền tranh thủ thì quay lên cho mọi người xem. Sáng giờ các anh chị nhà mình hỏi chiếc màu cam nó khá nhiều luôn á. Em này biển Sài Gòn nha, các anh chị nào mình ở Sài Gòn lấy chiếc này thì không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Và biển số khá đẹp luôn, 31991, rất là đẹp các anh chị ha. Đấy, các anh chị nào mình ở Sài Gòn giữ biển này mình đi nha. Mica đèn còn rất là sáng nè, phần cản không có bị trầy xước gì hết, những cái mối nối còn rất là khích luôn các anh chị. Năm vỏ zin theo xe, độ gây gió nè rất là sâu ha, mâm thì không có bị trầy xước nhiều, dăm dăm như thế này là bình thường các anh chị ha. Đăng kiểm và đường bộ thì anh chủ đóng cho mình full tới tháng 6 năm 2024, vô tư xài các anh chị nha. Có dán phim, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm ha. Phần bên hông xe là không một vết trầy xước luôn các anh chị. Đấy, mica đèn phía sau nè còn rất là mới, rất là sáng ha. Ở đây thì Tiền thấy có một cái cam lùi và có cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng nha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền luôn các anh chị ha. Em này đi có 12.000 thôi, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết, lớp dự phòng là chưa sử dụng luôn. Rồi Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem ha, cũng tương tự như con màu cam hồi lúc sáng nữa các anh chị. Đây cốp là khá là mới các anh chị ha. Những cái phần nhựa bên trong nè, bệ tì tay không có trầy xước gì hết, nỉ nè còn rất mới luôn. Dưới đây có áo trùm xe nha, phần nhựa lấy đồ ra vô này cũng bị trầy xước gì hết. Nhìn những chi tiết nhỏ như thế mình thế này mình có thể đánh giá là xe đi có đúng chuẩn Odo hay là không nhé. Đây đồ nghề nè các anh chị, con đội tay quay đồ nghề thì còn khá là đầy đủ nhé. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tô động cơ và hộp số bao test hãng này là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Em này thì máy 1.5 nên mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 5 lít rưỡi cho tới 6 lít rưỡi thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Ghế da pha nỉ nguyên zin sàn nguyên bản, có táp bi sàn ở trên, trần là trần nguyên bản các anh chị nha. Tiền sau nổ máy lên nha. Rồi tiếng máy khá là êm các anh chị ha. Vô lăng nè, vô lăng bọc da, anh chủ bọc cho mình thêm một cái bao da tay lái nữa nè, không trầy xước, không hao mòn nha. Tích hợp những cái phím bấm trên này, bên này thì có cân bằng điện tử nữa. Nhìn đồng hồ giúp Tiền nè, 12.167 km chuẩn các anh chị nha. Tắp lô không một cái trầy xước luôn. Màn hình zin theo xe, dưới này là vàng lạnh ha, những cái nút bấm còn mới lắm các anh chị. Đây chìa khóa nè của Suzuki XL7 nha, anh chủ kỹ nè, có mấy cây cà phê để khử mùi nữa các anh chị ha. Rồi đây những cái phần ni lông nè, từ nhà máy mà anh chủ vẫn còn chưa gỡ luôn á các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình cùng nhìn sơ khoang máy các anh chị nha. Rồi xe này các anh chị nào mà ưng thì phải chốt sớm nha, không thôi là Tiền nhận cọc nữa đó. Có nhiều anh nó cũng hay liên hệ Tiền á, rồi cũng nói vui vui đó, trời sao xe bên em xe nào về anh hỏi thì cũng bán rồi không vậy em. Thì các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tiền thì sẽ biết ha, xe về liên tục các anh chị và bán cũng rất là nhanh, nên ưng là mình phải chốt liền các anh chị, vì xe cũ mỗi loại nó chỉ có một xe thôi, nó không giống như xe mới mà nó có nhiều xe nó chờ mình nha. Rồi đây ốc ác sơn phết nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị ha. Các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái đi. Còn nếu muốn chắc thì cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị ha. Các anh chị nếu như mà đã xem cái video này, đã thích chiếc xe này rồi thì nhanh tay liên hệ Tiền để chuyển khoản đặt cọc để giữ xe các anh chị ha. Mình hẹn ngày mình lên mình xem xe nè, đúng với những gì bên Tiền làm cam kết, đúng với những gì bên Tiền làm video thì các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Còn trường hợp khi mà lên tới nơi đi test hãng có đâm đụng nè, có ngập nước, có đại tô động cơ và hộp số thì bên Tiền sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó cho các anh chị, nên các anh chị không có mất mát gì hết ha. Còn nếu được nữa thì bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn, hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị, nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha,
Thì bên cạnh Tuyền đây là Suzuki XL7 các chị, số tự động đời 2020, đi mới có 12.000 km thôi. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, nhập khẩu Indo nguyên chiếc các chị nha. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 536 triệu nha. Giá ở đây Tuyền báo thì còn bớt cho các chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các chị nào mà thích chiếc này thì phải nhanh tay alo cho Tuyền ngay ha. Và hiện tại XL7 Tuyền còn thêm một chiếc đời 2022 màu trắng, đi mới có 10.000 thôi. Giá của em đó là 566 triệu nha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới chiếc XL7 màu trắng kia thì nhanh tay alo Tiền, thì sẽ gửi video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nè. Rồi trời thì cũng khá là tối rồi, nhưng mà vẫn nén lại quay cho mọi người xem để mọi người có được thông tin sớm, mình chốt sớm ha. Vì cái dòng này bữa giờ các anh chị nhà mình tìm rất là nhiều luôn á. Giá thì cũng tương đối mềm ra, vừa có thể đi gia đình và vừa có thể là kinh doanh chạy dịch vụ được luôn các anh chị ha. Rồi thì sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.